Hello, xin chào các bạn đã đến kênh AFS Đồ Mobile. Hôm nay mình cầm ngộ không đi rừng nha. Thì tên mình nó có thằng beta là thằng ốc chó, nó biết tướng ngu lờ nha. Thì mình cũng giới thiệu luôn là gia đình mình có ba đời chữa bệnh ngờ lờ, ngôn lù. Thì chút nữa mình sẽ đưa số điện thoại cho Adriel Betty. Sẽ liên hệ mình sẽ đưa cho một liều thuốc uống cho chị bệnh ngôn lù. Bé biết sướng. My journey's only beginning. Giờ tìm đét tanh luôn, rồi xí nữa ai vô combat đây. Độ phòng đó. Cắm giùm mắt blue coi. Bây giờ mà đeo cắm nữa thôi, anh cứt đi. Danger. Adapt to all situations. Bé ti là bé trà. Biến. Để cho trừng phạt luôn. Ok. Thì anh em nào mà cầm ngộ không đi rừng thì mình khuyên nên đồ như mình nha, để cho nó trâu lúc giao tranh có độ duy trì rất là tốt nha. Với lại đi ngộ không thì nên ăn con rết trước đi, rồi ăn mấy con quái kia nó nhanh hơn. Rừng bên bạn là Vi sao Vi? Tên bạn thì khá trâu nha. Đó, ganh đây là chắc là nó tính qua ăn blue nè. Để coi thử nó qua không. Nó đi đường trong. Kéo vô đây. Nó tính cướp người ta. Không có mắt. Rồi, ok, thuận lợi. Lên cây cục hàm màu đỏ nha. First blood. Enemy turret is under attack. Em con cua cái đã. Em cua giải sự chết nha anh em. Been waiting for this. Vô đây. Mày láo con. Thôi tôi đi đây. À đủ má. Chạy trên hết. Coi Akali đủ phòng coi. Retreat from the enemy champion. Mày nữa ấy. Thích không? Nè. Ok ông dê. Anh lấy tầm nhìn cho đường bóp. Rồi. Anh nghe đám đá nữa là lên được cái rìu đen nha. Rìu đen 2.5. Giờ là đường hai đường là đường sáng hết rồi đó. Rất ok nha. Còn mà đỡ chết nữa thì chịu thôi chứ mình không có biết.
Thì Ngộ Không mình lên rìu đi ăn trước, đỡ cho nó có lượng máu duy trì nha. Rất là tốt nha, thôi về lên đồ ạ. Giờ ăn chậm lắm, giờ không có đồ lên ăn chậm lắm. Rừng nó đang đồ mà. Thì quyết định là phải ăn con rồng lửa. Tại vì rồng lửa nó tăng sát thương đầu lây rất là tốt. Thì bây giờ mình qua con ăn con Red đã tăng sát thương ra gan rồi, ăn rồng nó tốt hơn. Giờ Max gỡ lên nha. Đường lên béo bóp thì nó rất là sáng rồi, nên cũng không phải lo gì. Thì bây giờ là mình xuống mình ăn luôn. Để mình coi thử dùm chừng. À nói đây, đó cái mắt rồi, từ từ. Dạ mắt. Ok, cái mặt đây. Rồi, từ từ thôi. À, à, đừng bóp, đừng bóp, đừng bóp. Đổ xuống đây hả? Xạo tao với mày. Từ từ nè, nó có hộ tiên nha. Đụng má, hay quá. Rồi, ok, anh rồng. Bottom turret is under attack. Attack the dragon. Anh con rồng lửa đầu tiên thì rất là lợi nha anh em. Mình cố gắng rồi, ok. Thank you. Rồi bây giờ mình sẽ ăn bãi chim rồi lên blue qua con khe nứt. Ở trong liên quân gọi là sứ giả. Với lại bây giờ cũng hết mana rồi, phải qua ăn blue. Ê, đừng có bỏ lên nha. Đừng bỏ lên. Bỏ lên đi đâu vậy chen nào. Every mistake. Rồi. Bottom turret is under attack. Từ từ anh, nó đang đồn. Top turret is under attack. Chô, cắm hai mét ngang dưới à. Đã mét thôi. Enemy slain. Middle turret is under attack. Nào, xuống rồi. Retreat. Middle turret is under attack. Spree. Enemy double kill. Enemy triple kill. Enemy is unstoppable. Man. Chạy nhanh mày. Enemy slain. Đường dưới sao vậy? Bottom turret is under attack. Rồi, bỏ luôn. Tình mít tự nhiên bỏ lên chi ta? Bottom turret is under attack. Ally slain. Mẹ ghê vậy. Every mistake is a danger. Đó, vậy cái gì đâu. Rồi. Group. Group. Attack this champion. Group. Put me to the test. Engage. Group. À đù má, ghê vậy. Một em. Enemy
Má thằng Ider mà nó bó lên từ nãy xuống tới đây luôn mà. Anh được khen nước rồi. Top turret is under attack. Dạ farm đi chanh nậu. Tính làm gì đây, tính làm gì đây. Every mistake. Tính làm gì đây, tính làm gì đây, tính làm gì đây. Được mà. Vì sao lột xác lo chạy liền. À, như đây ok rồi. Bin cho nó ra đại mít nè. Every mistake is a lesson. Group. I got this. Your team has slain the dragon. Show me the path. Top turret is under attack. Thôi. Look, man. Dữ không? Tao nhớ mặt mày nào đó. Mày là cái thằng chí nữa, ta sẽ giết mày đầu tiên. Đi mẹ mày. Má thà mới nảy hết mình nè. Retreat. Rồng chưa ra mà canh làm đéo gì. Farm đi. Vô đây. Mày cái con. Mẹ một em. Còn em nữa. Mẹ tôi giết mày luôn. Nhí cho mày. Tụ nó tao cây mày lắm rồi. Mẹ mày. Chó đây. Đủ má coi. Đồ má bị mày lính hắt ta. Đen dứa không? Hay lắm đồ. Trời. À, lần nào mày cũng chết thôi. Cây bó mẹ. Dangerous. On my way. Bottom turret is under attack. Đồ má mày ăn blue tao. Ăn cũng rết tao à. Được 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 được. Every mistake. Nào cố khai lên đồ ngay nè. Attack Baron. Show me the path. Nhắm anh đâu. Ủa mẹ tim còn đông đen rồi mẹ anh đéo gì. Má mày nứt. Má anh vô thơ bí dữ không. Vô ngạch đó sao đánh. Retreat. Ally slain.
Shut down. Middle turret is under attack. Đã hồi vô được rồi. Oh yeah. Retreat. Nói chuẩn bị ăn rau hả? Đột mẹ Baro nè. Inhibitor turret is up danger. Attack Baron. The enemy team has slain Baron Nashor. Adapt to all situations. Danger. Đột mẹ là ăn rau. The dragon has spawned. Attack the dragon. Nhanh đi. Attack the dragon. Ăn được đâu, bỏ đây cái mát được rồi. You got it. Má tiền nó cứng quá, đéo ai tiền hết. Tiền thì toàn máu giấy không à. Rồi. Má sao nó sống ta? Nghe đơn nó đâu rồi, nghe đơn nó. Đâu rồi, đây 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 đây, rau rau rau. Oh yeah yeah yeah, được chưa? Top turret is under attack. Ở đừng chờ đây cả mắt cho. Rồi ok. Group. Má chết rồi đây rồi. Mày lão lồn. Lão lồn. Adapt to all situations. Ao tương sức mạnh đấy con. Rồi đường dưới đổ á. Ta đi giữ liên không ta? Để lên cao cái đã. Every mistake is a lesson. Danger. Just try to stop me. Đừng quýnh nữa, đừng quýnh nữa. Đỡ tới đây quá hả? Ok, để mình làm chủ được đường giữa rồi. Rồi, đẩy đường dưới đây lên. Đang... Sao mà chạy, tao lập chủ. Rồi về lên đồ. Về lên đồ chạy lên Baron nha. Mình nhắc. Baron. Rồi. Enemy turret. Baron đã ra. Attack Baron. Rồi ông nậu đồ phẩu, ông nậu tốt làm con việc gì biết. Đồ cái gì rồi, cái tem nó chưa ra đâu. Ok. Anh đây, anh đây, anh đây. Lên cái giáp hồi sinh nữa là vô quẩy luôn. Retreat. Từ từ nha. Danger. Đá đường trên ghê quá. Đưa lên nè, đưa lên đường chơi nè. Engaging.
engage. Attack, attack the turret. This champion. Killing spree. Ally slain. Shut down. Rampage. Enemy double kill. Mày láo luôn. Killing spree. Group. Tao cái luôn, đi luôn. You have slain an enemy. Shut down. Group. Sợ mày quá. Top turret is under attack. Sợ mày quá. Turret lost. Còn mình mày mà tao sợ quá. Enemy turret destroyed. Còn mình mày tao sợ quá. Còn mình mày tao sợ quá. Enemy turret destroyed. Mày sợ quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Nếu thấy hay nhớ like và share cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ mình lên được 1 sao. Bật chim 2.